Chưa khi nào nghề biển lại khó khăn như bây giờ. Giá dầu và nguyên phụ liệu cho những phiên biển tăng cao, trong khi đó giá hải sản không tăng. Ra khơi khả năng thua lỗ rất cao, vì thế đa số ngư dân cho tàu nằm bờ. Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, hiện có khoảng 45% tàu cá của ngư dân địa phương nằm bờ do giá nhiên liệu tăng cao. Tại cảng cá Sa Kỳ, cách đây 2 tháng, trung bình mỗi ngày có 50 chiếc tàu đánh cá ra khơi, thì nay chỉ còn khoảng 30 chiếc. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin phản ánh câu chuyện nghề biển đang gặp khó, một vấn đề dự kiến sẽ đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khai mạc vào sáng mai. Cảng cá Cổ Lũy, những con tàu đã neo bờ gần tháng nay. Cửa hàng xăng dầu này cũng đóng cửa vì không có tàu cá nào vào mua nhiên liệu. Ngư dân thì không đi ra xả lỗ, không lấy dầu, cho nên cái các cơ sở bán dầu của chính bản thân tôi và mọi người khác đều đứng số là không bán được, là tàu bè là nằm trong bờ rất nhiều. Thế kéo neo đi thì xả lỗ, lỗ tổn, mà đi ra cũng phải là ngàn mấy lít dầu, 2.000 lít dầu là mấy chục triệu bạc, mà đi làm không có thì vô lỗ. Khai thác hải sản là ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề nhất trong cơn bão giá xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, để bám trụ với nghề, nhiều ngư dân ở Quảng Ngãi đã vươn khơi theo tổ đội nhằm hỗ trợ nhau tìm kiếm ngư trường, giảm tiêu hao nhiên liệu. Tuy nhiên gần đây giá xăng dầu liên tục lập đỉnh, giá các mặt hàng khác cũng tăng theo, khiến chi phí cho mỗi chuyến biển vượt quá khả năng. Lỗ chắc chắn luôn, chứ không có cách nào mà gia đình mà được thu vô mà được đồng xu cắt bọt lại. Thế cái chắc chắn là phải lỗ, mà cái hiện tại là cái cá thì mình là mình bán ra thì lệ cũng rẻ chứ không có câu được. Đó, nên thì tất cả là tính đi tính lợi là đều là thất bại hoàn toàn ấy. Người dân khó khăn lắm, mang cấp trên đồ ấy xuống rồi cho dân biển như khổ dữ lắm, do dầu nó cô quá. Đi ra là lúa là không có đủ chi phí. Làm nghề biển nhưng không thể đi biển thì lấy gì sinh sống? Nhưng ra biển mà cầm chắc thua lỗ thì đi làm gì? Đa số tàu cá đều nằm bờ, lao động nghề biển bắt đầu đi tìm kế mưu sinh khác. Ảnh hưởng đến cái kinh tế xã hội của địa phương rất lớn, bởi vì cái bà con ngư dân của Nghĩa Phú họ sống về nghề biển và có cái nguồn thu nhập cũng hậu cần nghề có. Nhưng mà bây giờ biển mà không hoạt động được thì có cái loại hình dịch vụ khớp thì nó sẽ đi xuống theo. Bao đời gắn với biển khơi, nhưng giờ đây nhiều ngư dân Quảng Ngãi đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nghề đi biển giờ bỏ thì thương, vương thì nợ. Quyết định 48 của chính phủ về hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tàu đánh bắt xa bờ lâu nay là giúp ngư dân rất nhiều. Ở thời điểm khi giá xăng dầu tăng cao thì chính sách này càng có giá trị, như chiếc phao cứu sinh gỡ bớt khó khăn cho ngư dân. Tuy nhiên tại Quảng Ngãi không ít ngư dân gặp trục trặc, không được hưởng chính sách hỗ trợ vì máy nhắn tin bị lỗi. Ngư dân đang đề nghị nên sử dụng thiết bị giám sát hành trình làm cơ sở pháp lý để hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tàu cá đánh bắt xa bờ. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu cho phiên biển đi khai thác hải sản xa bờ của ngư dân Phạm Văn Long đã bị loại. Ông không được nhận khoản hỗ trợ 100 triệu đồng. Nguyên nhân là do tàu cá thiếu tin nhắn gửi về trạm bờ. Ông Phạm Văn Long cho rằng mình đã nhắn đầy đủ số lượng tin nhắn theo quy định, nhưng không hiểu sao lại bị lỗi. Đối chiếu với thiết bị giám sát hành trình được lắp trên tàu, thì tàu cá của ông Long thể hiện đủ thời gian hoạt động theo quy định. Trong hỗ trợ tiền giao đây là tôi thiếu một tin mà nhà nước bố tôi là không được hỗ trợ tiền giao, là nó chỉ là rất vô lý, do cái giám sát của tôi là nó vẫn hoạt động bình thường từ ngày đây đến ngày về. Do máy nhắn tin VX1700 đã lạc hậu nên việc gửi tin nhắn về trạm bờ tỷ lệ không thành công rất nhiều. Tỉnh Quảng Ngãi do vẫn còn nhận kinh phí hỗ trợ từ Trung ương để thực hiện quyết định 48 nên vẫn còn phải dựa vào tin nhắn từ máy nhắn tin VX1700 để làm căn cứ hỗ trợ nhiên liệu cho tàu cá đánh bắt xa bờ. Trong khi một số tỉnh miền Trung như Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận đã tự chủ được việc chi phí hỗ trợ cho ngư dân các tỉnh chuyển sang sử dụng dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình làm cơ sở pháp lý xem xét hỗ trợ chi phí nhiên liệu. Có cái chuyến tiền rồi, bây giờ qua máy giám sát hành trình như có tỉnh bận là bọn em là mong muốn chút cái gì đó. Đó, vậy thì có học có dành thì dân biển mà bữa nay nói anh là lộp em này nó khó khăn, mà đôi khi mà đi chuyến biển mà nó tục tẹt một vài bữa vô là nó mất chuyến biển là bọn em có bạc trán ta rồi. Bây giờ có chỗ là họ chơi hộp đen hết, nhưng mà riêng ở khu vực đây là vẫn còn nhắn tin, mà nên nhắn tin mà gai nó ít cũng nói gì chứ gai nó nhiều, có hầu thức cả ngày cả đêm nhắn không vô một tin nào luôn. Chi cục thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết năm ngoái có 76 hồ sơ của ngư dân bị loại do bị thiếu tin nhắn từ máy nhắn tin VX1700. Hiện nay đối với ngư dân Lý Sơn nói riêng và ngư dân Quảng Ngãi nói chung cũng đã gặp phải những cái trường hợp này, thì cũng
với trách nhiệm của chính quyền địa phương và cũng qua cái thực tế của ngư dân phản ánh thì chúng tôi cũng nhận thấy là cũng nên có cái sự rà soát đánh giá để giúp cho ngư dân trong cái việc mà phát triển kinh tế và đánh bắt ở các cái vùng biển xa bờ. Tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên khi đánh bắt xa bờ đều có thiết bị giám sát hành trình mới được cấp thủ tục ra khơi. Đây là thiết bị hiện đại, cơ quan quản lý dễ dàng xác định được vị trí, thời gian của tàu cá trên biển. Do vậy, theo ngư dân, không nhất thiết phải áp dụng tin nhắn từ máy viết 1.700 để hưởng chính sách hỗ trợ nhiên liệu như lâu nay, gây thiệt thòi cho ngư dân. Quyết định 48 của chính phủ về hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tàu đánh bắt xa bờ lâu nay là giúp ngư dân rất nhiều. Ở thời điểm khi giá xăng dầu tăng cao thì chính sách này càng có giá trị, như chiếc phao cứu sinh gỡ bớt khó khăn cho ngư dân. Tuy nhiên tại Quảng Ngãi không ít ngư dân gặp trục trặc, không được hưởng chính sách hỗ trợ vì máy nhắn tin bị lỗi. Ngư dân đang đề nghị nên sử dụng thiết bị giám sát hành trình làm cơ sở pháp lý để hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho tàu cá đánh bắt xa bờ.